Hé lộ mệnh chuẩn, đúng tháng 1 âm lịch, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, gặp 3 biến động lớn. Muốn cải vận giàu sang, tránh họa xấu, phải làm ngay điều này. Lộc Phát Tử Vi xin kính chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại và đồng hành cùng chương trình của ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị anh chị một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, triệu điều như mơ. Quý vị thân mến, cuộc sống này luôn chuyển động từng giây từng phút, chưa lúc nào và cũng sẽ không bao giờ ngừng lại. Và mỗi con người đều bị cuốn vào dòng chảy đầy cạm bẫy, chông gai, khó khăn và thử thách. Có lúc bạn tưởng mình gục ngã, có lúc bạn thấy mình mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả, nhưng lại không thể nào buông. Vì bạn không chỉ sống riêng cho bản thân mình, mà còn phải sống vì gia đình, người thân. Và thoáng chốc, cũng đã đến năm 2024, tất cả mọi người, ai ai cũng đều đang ngày đêm cày cuốc, cố gắng nỗ lực từng giờ để mong sao trả hết được nợ nần, gia đình được an yên. Và con giáp tuổi Quý Sửu cũng như vậy, mệnh số của những người sinh năm 1973 này thường vất vả. Họ luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn. Thế nhưng cuộc sống lại cứ lật đật mãi, lại thêm tình hình dịch bệnh, khiến cho con giáp này đã khó lại càng thêm khó. Thế nhưng bất ngờ thay, vào đúng tháng 1 âm lịch tới đây, Quý Sửu sinh năm 1973 được trời Phật soi tỏ mà thương tình ban lộc, phước đức đầy tay, mọi khổ cực đều tan biến, thay vào đó là sự an yên, nhiều tiền và viên mãn. Để biết được vận trình cụ thể tháng 1 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 diễn ra như thế nào, hãy cùng với kênh Lộc Phát Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé! Tháng 1 âm lịch, tháng Sắp Tý năm 2024 gồm có 29 ngày, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 2 đến ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Theo tử vi dự báo, tháng 1 âm lịch, bản mệnh tuổi Quý Sửu sẽ không gặp phải quá nhiều biến động, nhưng cũng không đạt được sự phát triển nào đáng kể trên các phương diện sự nghiệp và tài lộc. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm suy, bản mệnh có vẻ không thực sự tập trung vào công việc của mình. Nhiều người tỏ ra an phận, không muốn cố gắng quá nhiều để đạt được thành tích cao hơn. Người sinh năm 1973 tuổi Quý Sửu phải trải qua sóng gió, tôi luyện mới có thành quả. Một nhược điểm của người mang mệnh này là họ dễ bị động và thường gặp nhiều rắc rối, nhất là hay vướng vào chuyện thị phi. Trong 12 con giáp thì tuổi Quý Sửu là con trâu. Hình ảnh con trâu đã gắn liền với cuộc sống hàng ngày của người nông dân Việt Nam, thể hiện sự lao động cần cù, vất vả. Vì thế mà Quý Sửu là năm tượng trưng cho sự thành công khi đã trải qua bao vất vả, khó khăn. Người sinh năm Quý Sửu đa phần là người đáng tin cậy, sống có nguyên tắc. Trong công việc, họ không ngại gian nan, họ làm việc cẩn thận, không biết mệt mỏi là gì. Chắc hẳn bạn đã từng nghe qua câu cực như trâu mà người Việt ta hay nói ví von rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên, trong sự nguyên tắc vẫn luôn tồn tại sự công bằng. Họ biết lắng nghe ý kiến của người khác. Bề ngoài tuy đơn giản, nhưng ẩn giấu bên trong đó lại là sự bướng bỉnh không chịu khuất phục, hay cả sự thông minh của họ cũng ẩn sau lớp vỏ bọc bởi sự trầm lặng, kiệm lời. Thế nên, người sinh năm này thường có số làm lãnh đạo, có uy quyền, bởi họ luôn là người đáng tin cậy nhất. Tuy nhiên, về cơ bản, họ sống khá hướng nội, nhưng họ sẽ vô cùng dũng cảm, oai phong khi cần thiết. Nói chung, tuổi Quý Sửu cần có lòng quyết tâm, kiên trì vượt qua khó khăn thì mới sớm xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định và có được cuộc sống sung sướng, đầy đủ hơn. Đầu năm có định hướng và có mong muốn phát triển nhưng lại chưa thể tìm được hướng đi phù hợp ngay lập tức. Có lẽ bạn cần trao đổi, thảo luận với những người có kinh nghiệm xung quanh mình nhiều hơn. Trên phương diện tài lộc, có vẻ như bản mệnh cần phải tìm một con đường mới để phát triển việc làm ăn, đầu tư, không thể đi mãi theo một lối mòn suốt bấy lâu. Bản mệnh trở nên an phận thủ thường mà cần nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng, dù có vất vả cũng trở nên bỏ cuộc.
trước khi bắt tay làm việc gì cũng cần xác định đúng hướng cho mình. Theo tử vi tháng 1 năm 2024, tuổi Quý Sửu âm lịch dự báo, may mắn là trong chuyện tình cảm, do có thiên diêu phù trợ nên vận đào hoa của con giáp này có cơ hội nở rộ. Tuy nhiên, người đã lập gia đình cần phải chú ý hơn đến việc giữ khoảng cách với người khác. Chi tiết 4 phương diện cuộc sống cụ thể như sau. Về sự nghiệp, sự nghiệp của tuổi Quý Sửu không có những bước phát triển nào đáng kể trong tháng đầu tiên của năm mới, một phần do tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm suy, một phần vì bản mệnh vẫn còn chảnh mảng do có tư tưởng ăn chơi, hưởng thụ sau Tết. Để không dậm chân tại chỗ, thậm chí là thụt lùi so với mọi người xung quanh, bản mệnh không nên có tư tưởng an phận, được đến đâu hay đến đó, chỉ làm việc cốt để hoàn thành trách nhiệm và nhận lương cuối tháng. Khi mọi người xung quanh ai cũng hào hứng và quyết tâm, nếu bạn buông thả bản thân thì khó có thể giữ vững được chỗ đứng cho mình. Những người thay đổi công việc trong khoảng thời gian này cũng thường rơi vào cảnh bỡ ngỡ, có nhiều nỗi lo vì phải tiếp xúc với môi trường vào nhiệm vụ hoàn toàn mới mẻ. Bạn không nên có tư tưởng bi quan, chán nản. Hãy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn, rồi bản mệnh sẽ thấy vận trình của mình hanh thông, rộng mở hơn nhiều. Nếu cảm thấy không chắc chắn về hướng đi hiện tại của mình, bạn cũng có thể trao đổi thêm với những người đi trước đáng tin cậy và giàu kinh nghiệm. Tin rằng với thái độ khiêm tốn, ham học hỏi của mình, bản mệnh sẽ nhận được những lời góp ý chân thành của mọi người xung quanh. Hãy luôn cố gắng để phát triển hơn nữa trong tương lai nhé. Về tài lộc, xem tử vi năm 2024 của 12 con giáp cho biết, con đường tài lộc của tuổi Quý Sửu cũng không quá sáng sủa trong tháng 1 âm lịch này, dù rằng bản mệnh không gặp quá nhiều vật cản. Do đó mà bạn cần nhắc nhở mình phải tập trung, quyết tâm hơn cho công việc, không thể để mọi việc được đến đâu thì đến. Với người làm công ăn lương, bạn vẫn còn ham thích vui chơi, hưởng thụ ngày Tết, nên khó có thể tập trung vào sự nghiệp của mình ngay lập tức. Vì chỉ ở mức hoàn thành công việc nên bạn khó nhận được tiền thưởng nóng của công ty. Người làm ăn kinh doanh chịu tác động của nguyệt lệnh lâm suy nên mọi việc đều có dấu hiệu bấp bênh, thiếu vững chắc. Thậm chí một số người bị mất định hướng nên khó có thể đưa ra quyết định chính xác để đem về lợi ích kinh tế. Bạn nên trao đổi với đồng nghiệp, cấp dưới, đối tác của mình nhiều hơn để có thể khắc phục tình trạng trước mắt, chớ nên kéo dài, kéo rơi vào cảnh thua lỗ. Khi có cơ hội xuất hiện ở trước mắt, bạn cũng cần chủ động nắm bắt hơn. Nếu cứ chần chừ, do dự thì thời cơ sẽ rơi vào tay người khác. Hãy tin tưởng vào chính bản thân mình để có thể dám thử sức, dám thử nghiệm, đừng lo trước lo sau, rồi cuối cùng lại không làm được gì, chỉ dậm chân tại chỗ. Các tinh thái dương xuất hiện cũng là dấu hiệu đáng mừng cho công việc của bản mệnh. Tuy nhiên, nam giới sẽ gặp được nhiều may mắn hơn. Nếu bạn chịu cố gắng khắc phục khó khăn, thì đến cuối tháng vẫn có túi tiền sùng sình, dù không phát tài, nhưng cũng không lo chuyện chi tiêu. Về tình cảm, gia đạo, xem tử vi tháng 1 tuổi Quý Sửu âm lịch cho thấy, dù sự nghiệp và tài lộc trong tháng 1 không có nhiều điểm sáng, nhưng đường tình duyên của bản mệnh lại tỏa sáng rực rỡ, đặc biệt là với người độc thân. Các tinh thiên diêu đem lại những tác động tích cực cho chuyện tình cảm của tuổi Quý Sửu. Bạn sẽ dễ dàng tạo được thiện cảm với người khác, nhận được lời mời làm quen, quyết định đến với ai hoàn toàn nằm trong tầm tay của bạn. Thời điểm này, bạn quan tâm hơn đến vẻ ngoài của mình, khiến nhiều người vốn đã quen biết từ trước cũng phải nhìn bạn bằng con mắt khác xưa. Lại thêm bản tính cởi mở, thân thiện, thích giao tiếp, nên bản mệnh có thể nhanh chóng xây dựng được quan hệ thân thiết với mọi người xung quanh. Ngoài ra, bạn không ngại thể hiện mặt độc đáo trong tính cách của mình, khiến ai đó có thể ấn tượng ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Tuy nhiên, dù có đào hoa đến mấy, thì bạn cũng nên nhắc nhở mình chung thủy hơn trong chuyện tình cảm. Chớ nghĩ đến chuyện vui chơi qua đường, vừa gây tổn thương cho những người chân thành với mình, lại vừa đẩy bản thân vướng vào những mối quan hệ phức tạp. Do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, tình cảm của các cặp đôi lại không được yên bình như mong muốn. Cũng vì quá nổi bật nên bạn dễ phải chịu sự quấy rầy của những người khác giới. Hãy luôn nhắc nhở mình trân trọng gia đình,
chủ động giữ khoảng cách với những người khác giới để không phá hủy những điều mình đã tốn công xây dựng suốt lâu nay. Về sức khỏe, tháng này yên tâm rằng là tuổi Quý Sửu sẽ không gặp phải nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe trong khoảng thời gian này. Vì thế mà bản mệnh chỉ cần tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, chịu khó luyện tập thể dục thể thao và chớ bắt bản thân làm việc cũng như vui chơi quá mức. Khi gặp vài chuyện không như ý muốn, hãy nhớ suy nghĩ tích cực, chớ than thân trách phận, khiến cho tinh thần thêm căng thẳng, mệt mỏi. Hơn nữa, xung quanh bạn vẫn luôn có nhiều người sẵn sàng giang tay giúp sức. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cấm năng vượng vận dành riêng cho tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, đúng tháng 1 âm lịch. Tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 âm lịch. Tử vi dự báo, vận trình của tuổi Quý Sửu trong tuần đầu tiên của năm mới theo lịch âm dương có hung cát đan xen. Một mặt bạn khó gặp họa thị phi do thiên cầu đem đến, nhưng mặt khác bạn cũng thoát nạn nhờ tà phù phò tá. Công việc không phải lo nghĩ nhiều, chỉ cần tuổi Quý Sửu chỉnh đốn lại cách ăn nói của mình thì lộc sẽ tự đến. Buôn bán phải khéo miệng, đừng cáu gắt với khách hay đối tác làm ăn. Đầu năm bạn dễ gặp quý nhân lớn tuổi giúp mình làm ăn, họ sẽ là người cứu bạn khỏi một phen khó nhằn. Trong tuần này, nhờ có ca tinh trợ lực nên tài lộc ghé thăm. Có nhiều người có tiền lì xì, tiền lộc trôi truyền hoặc được hỗ trợ tiền bạc để làm ăn, kinh doanh, mang lại cho bản mệnh niềm tin và hy vọng lớn lao về một năm mới ăn nên làm ra, càng khiêm tốn hậu càng gặp may. Tuổi này đầu năm làm ăn hơi khó, có điểm tiểu nhân quấy phá, ghen ăn tức ở rõ ràng. Phương diện công việc có nhiều thay đổi, tiếc rằng chủ yếu theo hướng bạn không mong muốn. Ai làm tên tăng ca nên cẩn trọng, cạnh tranh nhiều hơn làm tăng nguy cơ phạm về tiểu nhân, họa thị phi rình rập. Đương số đầu năm thi thoảng rơi tiền nhỏ hoặc mất đồ đạc do sơ ý, nhưng vẫn còn may là chưa mất những thứ có giá trị, nên mừng thay vì điều đó. Ngoài ra, tuổi Quý Sửu cũng không nên dồn tiền vào một chỗ, hãy phân chia các khoản thật hợp lý, vừa tiết kiệm vừa đầu tư để tiền bạc sinh sôi nảy nở. Nhân duyên trong năm mới có phần ảm đạm, dễ xảy ra mâu thuẫn, thị phi, tranh chấp với anh em bạn bè khi có men rượu trong người, tính nóng này. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận ra đâu là người đối xử thật lòng với mình sau lần này, đó cũng là may mắn. Bạn bè không nhiều cũng được, nhưng ít nhất phải chất lượng. Cấm năng vượng vận, quý nhân tị dậu, tiểu nhân mùi ngọ, màu sắc may mắn vàng, đỏ, con số may mắn 76, 45, 21. Tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp. Tuần này tuổi Quý Sửu sẽ gặp phải những rắc rối không tên, giải quyết mãi vẫn không hết. Nhất là những chuyện liên quan đến tình cảm lứa đôi. Trong công việc, Quý Sửu khá quyết đoán, nhưng hễ vướng vào chuyện tình cảm xa đạo sớt mướt là ý rằng trái tim lại mềm yếu, tiến thoái lưỡng nan, không biết phải giải quyết thế nào. Rất có thể, bản mệnh sẽ rơi vào tình huống làm ơn mắc oán, có lòng giúp đỡ người khác nhưng lại bị hiểu nhầm, cho rằng lợi dụng họ để tiến thân. Dù thế nào đi nữa, mọi chuyện trước sau gì cũng được làm sáng tỏ. Bạn không nên bận tâm quá nhiều về điều này, hãy cứ làm những gì mình cho là đúng. Tuần có dịch mã động tinh xuất hiện, báo hiệu tuổi Quý Sửu sẽ tất bật, chạy đôn chạy đáo lo công việc. Nhưng như thế lại hay, ngồi mãi một chỗ, làm mãi một công việc rất dễ nhàm chán, chi bằng ra ngoài tìm hiểu thêm nhiều điều mới mẻ. Về sức khỏe của tuổi Quý Sửu nhìn chung ổn định, tuy nhiên cần lưu ý các bệnh liên quan đến hệ hô hấp như ho hắng, viêm phổi. Thời tiết thay đổi nóng lạnh thất thường, khiến cho các tình trạng về viêm họng sẽ ngày càng nhiều. Thêm nữa, vấn đề về da rẻ cũng dễ gặp trục trặc, nên hạn chế được thì càng tốt. Về chuyện tình cảm xa đạo của tuổi Quý Sửu sẽ diễn ra không theo ý muốn. Mọi việc cứ bỏ dở giữa chừng, chưa thể đến hồi kết. Bản mệnh đừng quên, luôn có người chờ đợi bạn một cách thầm lặng, dửng dưng với người yêu quý mình, lại tốn công tốn sức cho người không để ý tới mình. Như vậy thật là ngốc nghếch, bất hạnh cho chính bản mệnh. Nhất là ở độ tuổi này rồi,
Những vấn đề về gia đạo hay chuyện tình cảm yêu đương, bản mệnh nên biết cách cân bằng sao cho hợp lý hơn. Cẩm nang vượng vận, quý nhân Hợi Tý, tiểu nhân Mùi Tuất, màu sắc may mắn đen trắng, con số may mắn 563409. Tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. Tử vi cho biết, dưới sự trợ lực của chính ấn, vận trình công việc trong tuần mới của tuổi Quý Sửu có phần khởi sắc hơn. Nhưng ấn lại khiến cho bản mệnh kiêu ngạo, nóng vội, rất dễ đưa ra quyết định sai lầm, gây tổn thất cả về uy tín và tiền của, phải hết sức cẩn trọng. Hiệu quả công việc tuần này được nâng cao rõ rệt, khả năng tập trung cao độ và sự phán đoán nhạy bén mang lại không ít thành công cho những chú trâu. Kiên trì theo đuổi mục tiêu và phấn đấu không ngừng nghỉ, bản mệnh sẽ là người về đích đầu tiên trong tập thể. Về những ai vừa mới đi làm hoặc thay đổi vị trí công việc, có thể sẽ phải trải qua một cuộc sát hạch nhỏ nhỏ từ phía lãnh đạo. Đồng thời, thái tuế sẽ gây ra không ít áp lực, nhưng đó lại chính là động lực để bạn phấn đấu và hoàn thiện chính mình. Không có ai sinh ra đã thành công được ngay, phải trải qua quá trình rèn luyện, phấn đấu mới có thể đạt được điều tốt đẹp. Vận trình tình cảm trong tuần khá lý tưởng, dù đôi bên có hụt hoặc mâu thuẫn nhưng nhanh chóng làm hòa. Nhìn chung thì gia đạo an yên, không ít vợ chồng đón tin vui về chuyện con cái. Vận đào hoa của người độc thân khá vượng, sẽ có người thầm thương trộm nhớ. Nhưng lưu ý, thái tuế ảnh hưởng, có thể gây ra một vài điều tiếng thị phi. Cần thận trọng trong các mối quan hệ, hãy tránh xa những người đã lập gia đình, tình ngay lý gian. Ở đời không ai biết được chữ ngờ, thận trọng vẫn hơn. Cẩm nang vượng vận, quý nhân Tý Tỵ, tiểu nhân Tuất Ngọ, màu sắc may mắn tím hồng, con số may mắn 593256. Tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 29 âm lịch. Tuổi Quý Sửu được dự báo sẽ đón một tuần vận khí hanh thông, nhiều điều tốt lành đang đón chờ ở phía trước trong thời gian này. Tuần này thì cát vận sẽ nhiều hơn hung vận, chuyện vui nhiều hơn là chuyện muộn phiền. Nhưng cái chính, bản mệnh luôn lạc quan vui sống, mọi thứ xung quanh diễn ra chỉ làm nền cho chính bản mệnh mà thôi. Hãy cứ tự tin làm điều mình yêu thích, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều. Công việc thuận lợi, sự nghiệp tốt, hứa hẹn những bước tiến dài. Nhìn bề ngoài thì bản mệnh có vẻ vô tâm vô tư thế thôi, nhưng thực chất khá tham vọng. Tham vọng càng lớn thì áp lực càng tăng, đánh đổi mồ hôi công sức mới có ngày thành công được, đó cũng là chuyện thường tình. Nhưng đừng vì thế mà tự tạo quá nhiều áp lực cho mình, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Vận trình tình cảm thăng hoa phơi phới, nhiều bách viên đào hoa tinh chiếu rọi. Người độc thân may mắn tìm được đối tượng ưng ý, tình yêu phát triển nhanh chóng, thậm chí có người còn gặp tình yêu sét đánh, vô cùng mãnh liệt. Trong tuần gia đạo an yên, vợ chồng hòa hợp, mối quan hệ giữa các thế hệ trong cùng một mái nhà không còn căng thẳng như trước. Vợ chồng kết hôn lâu mà chưa có con, nay được đón thêm thiên hỷ, mang tới tin vui. Tuần này mệnh chủ cần chú ý hơn tới phương diện sức khỏe. Vận động, luyện tập thể thao là yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống. Bạn đừng quên điều đó, dù bận rộn tới đâu cũng nên dành 30 phút trong ngày để tập thể dục. Ngoài ra hãy chú tâm hơn tới việc ăn uống, nghỉ ngơi. Tuổi càng cao cơ thể lão hóa càng nhanh, cần phải vận động, dưỡng sinh, giúp cơ thể trong trạng thái luôn thoải mái, khỏe mạnh. Cẩm nang vượng vận, quý nhân Mão Hợi, tiểu nhân Dần Thân, màu sắc may mắn, xanh lá, đỏ, con số may mắn 874312. Tiếp theo là chuyên mục phong thủy cải vận may mắn đầu năm dành riêng cho tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Quý vị hãy cùng theo dõi tiếp nhé. Theo quan niệm của người xưa, muối là thứ mặn chống xú uế, có thể xua đuổi tà ma và đem lại nhiều may mắn cho gia đình. Ông cha ta có câu, đầu năm mua muối, cuối năm mua vui. Mua muối vào ngày đầu năm là tập tục từ xa xưa của người Việt, nhưng chắc hẳn không phải ai cũng biết về ý nghĩa của nó. Ý nghĩa của việc mua muối vào ngày đầu tiên của năm mới, thậm chí ngay sau khi thời khắc giao thừa kết thúc, nhiều người có thói quen mua muối mang về nhà để lấy may mắn cho cả năm, mong muốn về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Còn trong những ngày cuối năm, người ta mua vôi để quét lại nhà, cổng, với hy vọng tránh những điều xui rủi hay ngụ ý làm nhà, làm cửa. Vì thế, sáng mùng 1 Tết hay ngay sau giao thừa, tại một số vùng đồng bằng Bắc Bộ, có nhiều người đi bán muối dạo quanh khắp các đường làng, ngõ xóm. Tại đền chùa, muối được bày bán kèm với hoa quả, hương năng, vàng mã. Trong đời sống thường nhật, muối giữ vị trí vai trò quan trọng, chỉ đứng sau gạo. Theo quan điểm phong thủy, muối mặn có tác dụng xú uế, xua đuổi tà khí, ma quỷ, mang lại nhiều may mắn cho mỗi gia đình. Cũng xuất phát từ câu tục ngữ gừng cay muối mặn, muối được xem là biểu tượng của tình cảm thắm thiết, mặn đồng gắn kết, no đủ. Vì vậy, nhiều người đi mua muối đầu năm với mong muốn gia đình hòa thuận, anh em keo sơn gắn bó. Vị mặn mà của muối như tình cảm thắm thiết, mặn nồng, mang lại sự đậm đà cho các mối quan hệ gia đình, bạn bè, hàng xóm láng giềng, sự hòa thuận vợ chồng, con cái, sự thuận lợi trong quan hệ làm ăn. Người Việt vốn cần kiệm, nên việc mua muối đầu năm còn mang ngụ ý của cha mẹ, các bậc trưởng bối nhắc nhở hậu bối phải biết tiết kiệm, dành dụm để cuối năm có thể mua vôi, xây dựng nhà cửa. Vậy ngày đầu năm mới, mua muối về đặt ở đâu? Đầu tiên, đặt muối trong góc nhà. Đầu năm, sau khi mua muối mang về nhà, người ta có thể chia ra thành từng nhóm nhỏ, cho vào túi ni lông hay túi vải, phong bao lì xì, vừa đẹp mắt mà lại tiện cho cất giữ. Sau đó, bạn đem đặt muối ở góc nhà, hướng tài vị 2024 nếu mong muốn tiền bạc của cải được dồi dào. Việc đặt muối ở góc nhà có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống. Bởi lẽ theo phong thủy, việc này có tác dụng cải thiện số mệnh, xua đuổi vận xui và đem lại may mắn cho gia đình. Xung căng thành viên trong nhà có thể tránh được vận xui, tiểu nhân quấy phá, đeo bám. Người làm kinh doanh buôn bán có thể đặt túi muối ở góc quầy hàng để cầu may mắn về tài lộc. Người đi du lịch xa thì đặt túi muối trong vali để thượng lộ bình an. 2. Đặt muối trong ví tiền. Theo quan niệm, vào ngày mùng 1 hàng tháng hoặc mùng 1 đầu năm mới, người ta sẽ đặt một túi muối nhỏ vào trong ví tiền để cả tháng cả năm mặn mà, may mắn, tiền bạc dồi dào. Đặc biệt với những người làm ăn kinh doanh thì chuyện này càng quan trọng. Không ai chắc chắn được yếu tố tâm linh mà muối mang lại. Song về mặt tâm lý, ai cũng muốn có một tháng và cả một năm may mắn. Đặc biệt là người mang mệnh mộc, cực kỳ hợp đặt muối trong ví tiền, vì muối là tượng trưng cho mệnh kim. Theo quy luật phong thủy thì đây là cách dưỡng mệnh cực kỳ tốt. Bạn có thể lấy tờ giấy bạc, gói một ít muối và cho vào bất cứ ngăn nào của ví. Như vậy, bạn đã mang trong mình lá bùa cầu tài cực kỳ linh nghiệm rồi đấy. Khi ấy, tiền tài may mắn sẽ tự chui vào ví của bạn. Muối bạn nên dùng tờ giấy bạc hoặc một bì nhỏ và bỏ vào ngăn nào đó của ví. 3. Sắc muối và đặt bát nước muối. Khi năm mới chính thức tới là lúc các gia đình bỏ hết tà khí của quá khứ để hướng tới hiện tại và tương lai. Trong ngày mùng 1 Tết, gia chủ có thể sắc muối biển ở từng phòng và trước cửa nhà để xua tà khí, đón vận may. Ngoài ra, cầm một nắm muối và ném qua vai trái của mình. Bạn nên nhớ là vai trái, đừng nhầm lẫn vì ném qua vai phải còn mang lại gấp đôi xui xẻo. Sau khi cả người và nhà đều được thanh lọc sạch sẽ, là lúc chuẩn bị bát nước muối phong thủy để xua tà khí cho suốt cả một năm sau đó. Ngoài ra, mùa muối vào đầu năm cũng có ý nghĩa trong văn hóa ẩm thực, văn hóa tình cảm. Nó mang lại sự đậm đà cho các mối quan hệ gia đình, sự hòa thuận giữa vợ chồng, con cái. Có thể nói, muối có một vị trí quan trọng và chế đứng sau gạo. Chuẩn bị bát nước muối như sau. Đầu tiên cho muối vào trong bát hoặc ly thủy tinh, chiếm 3/4 bát. Đặt 6 đồng xu xếp theo hình vòng tròn vào bát, nhớ đặt mặt dương của đồng xu ngửa lên trên. Cho nước vào và đặt bát lên một miếng vải lót, bởi muối và nước khi kết tinh có thể sẽ phá hủy bề mặt của bát. Đặt bát nước muối ở vị trí thích hợp, đặc biệt là đặt ở những nơi có năng lượng không tốt. Bằng cách hấp thụ năng lượng tiêu cực,
Nước muối cải thiện sự thịnh vượng của ngôi nhà và một số lĩnh vực trong cuộc sống. Trong suốt một năm sau, gia chủ không được che miệng bát và để yên tại cùng một vị trí, không xê dịch hay động chạm. Nếu bị dịch chuyển, năng lượng tiêu cực đã bị tích tụ sẽ bị tan vỡ. Cho đến tận ngày cuối năm, bạn hãy cho cả bát nước muối được xô đó vào túi ni lông và vứt đi. Tuyệt đối không sử dụng lại bất kỳ thứ gì của bát muối để tránh những điều xui xẻo bám lấy mình và gia đình. Đầu năm Giáp Thìn 2024, gia chủ nên đặt bát nước muối ở góc xấu trong nhà để đón chào năm mới may mắn, tài lộc và bình an nhé. Và cuối cùng là đem muối đi tặng vào dịp đầu năm mới. Nếu đầu năm đem muối mang tặng cho bạn bè, đối tác làm ăn, thể hiện mong muốn gắn bó, thắt chặt mối quan hệ bền lâu. Nhiều người dân miền Bắc tâm niệm rằng, đầu năm mua muối thì cả năm sẽ làm ăn phát đạt, may mắn, thuận lợi, mang lại nhiều sung túc. Tuy nhiên, bạn chỉ nên mua muối chứ không được xin muối từ người khác. Việc lấy xin muối gạo từ người khác trong dịp năm mới lại không làm chủ nhà hài lòng, vì điều đó khiến cho lượng muối hoặc gạo họ đong đầy bị vơi đi một ít, cũng giống như việc mất đi sự thịnh vượng, no đủ trong năm sau. Và cuối cùng là chuyên mục nhân sinh cảm ngộ, quý vị hãy cùng lắng nghe nhé. Người xưa có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Ảnh hưởng của những người thân, bạn bè xung quanh của chúng ta là vô cùng quan trọng. Một người bạn tốt có thể giúp chúng ta đề cao, giúp chúng ta hưởng lợi cả đời. Một người bạn không tốt có thể khiến chúng ta thụt lùi, thậm chí rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Lựa chọn bạn bè để kết thâm giao, thực chất là đang lựa chọn vận mệnh của chính mình. Và dưới đây là 5 kiểu người tốt nhất bạn nên tránh xa. Người đối xử tệ bạc với người thân trong gia đình. Bạn đừng bao giờ hy vọng một người đối xử lạnh nhạt với người thân trong gia đình sẽ quý trọng yêu mến bạn. Người như vậy đối xử dù tốt với bạn bao nhiêu cũng vô dụng. Bởi vậy không nên kết giao với họ, tâm của họ lạnh lẽo, không thể ấm áp. Người coi trọng lợi ích. Bần quân tử coi trọng lễ nghĩa, còn kẻ tiểu nhân thì coi trọng lợi ích. Một số người trong tâm họ chỉ nghĩ về lợi ích cho bản thân mình. Trong tâm của họ không hề tồn tại thứ gọi là tình cảm đích thực. Trong mắt của họ, mọi thứ trên thế gian đều có thể đánh đổi bằng tiền và lợi ích. Bởi vậy đối với họ, lợi ích là to lớn hơn hết thảy. Trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày, họ thường xuyên so đo tính toán. Họ coi trọng được mất, lỗ lãi, lúc nào cũng tính toán lợi ích cá nhân. Đối với một người rất coi trọng lợi ích cá nhân như vậy, khi họ kết thân với ai đó, chắc chắn sẽ ôm giữ một mục đích xấu. Họ thường thích kết giao với những người nổi danh, có giá trị hoặc mang lại lợi ích cho người khác. Khi người ta hết giá trị lợi dụng, họ cũng ngoảnh đầu ra đi mà không ngoảnh lại. Để có được lợi ích, họ có thể bất chấp mọi thủ đoạn, đối mặt với lợi ích, tình cảm và mối quan hệ đối với họ không đáng để cân nhắc đến. Kiểu người như thế này, chúng ta tuyệt đối không nên kết thâm giao, kẻo sức họa vào thân. Người thích phàn nàn. Đối mặt với những việc không như ý muốn, có người sẽ phàn nàn, có người sẽ oán thán không ngừng. Mỗi ngày, họ đều cảm thấy cả thế giới đang nợ họ thứ gì đó. Phàn nàn là một loại năng lượng tiêu cực dễ lây lan, nó có thể dập tắt ý chí của bạn, khiến cho bạn mất niềm tin vào những gì bản thân đang làm. Năng lượng tiêu cực từ đó sẽ chuyển sang những người bên cạnh, thậm chí có thể khiến những người xung quanh tránh xa bạn. Người có đạo đức cao thượng sẽ làm điều tốt cho đối phương. Điều gì họ không muốn, họ sẽ không làm với người khác. Nếu bản thân coi đối phương như cái thùng rác để xả những cảm xúc tiêu cực, điều đó chứng tỏ bạn thiếu tu dưỡng. Bởi vậy, tránh xa những người có năng lượng tiêu cực, bạn sẽ có được một tương lai tươi sáng hơn. Người chỉ biết nói mà không biết làm. Người chỉ biết nói mà không biết làm. Ngày hôm nay họ nói cái gì, ngày mai lại thay đổi thành cái khác. Điều này khiến cho những người xung quanh họ cảm thấy khó tin tưởng. Người chỉ biết nói thường hứa hẹn nhiều điều, nói thì rất hay, nhưng lại thay đổi ý định nhanh chóng. Kết thân với người như vậy, khi gặp chuyện thì đừng bao giờ hy vọng quá nhiều vào họ. Nếu đặt kỳ vọng quá nhiều,
kết quả chờ đợi chỉ là vận rủi mà thôi. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng vào một người, khi nói chuyện với họ, bạn sẽ cảm thấy lo lắng, bất an, không có cảm giác thoải mái. Con người không thể lập nghiệp đều thiếu đi niềm tin của người khác. Người chỉ biết nói mà không biết làm sẽ khó có được thành công trong cuộc sống, cũng khó có được sự tín nhiệm của những người xung quanh. Sự tin tưởng lẫn nhau là tiền đề của một mối quan hệ tốt. Nếu điều căn bản nhất đó mà không thể đảm bảo, thì mối quan hệ đó khó có thể lâu bền. Người không có tấm lòng cảm ơn. Tình cảm giữa người với người phải xuất phát từ sự chân thành từ phía đôi bên. Chỉ khi bạn biết trân trọng và cảm ơn, thì người khác mới tình nguyện sẵn sàng hy sinh cho bạn. Người vô ơn thường coi thường sự giúp đỡ. Sự tử tế của người khác dành cho mình là lẽ tất nhiên, chỉ biết đòi hỏi mà không biết báo đáp. Bạn tốt với họ như thế nào, họ cũng chẳng bao giờ khắc ghi trong lòng. Nhưng chỉ cần xảy ra một chuyện trái ý với họ, họ sẽ trở mặt với bạn ngay. Kết giao với kiểu người này, không sớm thì muộn, bạn cũng có ngày gặp họa. Và cuối cùng, Lộc Phát Tử Vi xin kính chúc quý vị và gia đình sẽ luôn mạnh khỏe, bình an và ngập tràn niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.